Mời đại biểu Trần Quốc Tuấn phát biểu, đại biểu Phạm Đình Toản, Hưng Yên chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, kính thưa đồng bào cử tri cả nước, tôi đồng tình cao với nội dung báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Khi nhìn lại năm 2021, một năm đầy biến cố do dịch bệnh COVID-19 gây ra, đã tác động tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực đời sống của nhân dân và kinh tế xã hội của đất nước. Chúng ta mới trân trọng những kết quả đã đạt được như nêu trong báo cáo của Chính phủ. Năm 2021, với quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương, của Quốc hội, cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. Kinh tế vĩ mô ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân và an sinh xã hội được đảm bảo, hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi. Người dân và doanh nghiệp rất phấn khởi khi đất nước trở lại trạng thái bình thường mới. Một hình ảnh Việt Nam tỏa sáng sau đại dịch COVID-19 đã chính thức được thiết lập, trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn đối với các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được như báo cáo đã nêu, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 vẫn còn tồn tại 7 nhóm hạn chế nêu trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm đến một nội dung của nhóm hạn chế thứ ba, đó là đấu thầu mua sắm và mua sắm tập trung còn nhiều bất cập. Có vi phạm pháp luật như vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á và một số cơ quan địa phương trong thời gian vừa qua, gây thất thoát lãng phí, kinh phí tài sản công, gây bức xúc trong nhân dân. Tôi xin phép tiếp cận nội dung hạn chế này ở một góc nhìn khác, rộng hơn để nhìn toàn diện về vụ án Việt Á. Bởi lẽ, theo tôi, vụ án này không chỉ dừng lại ở nội dung làm thất thoát lãng phí, kinh phí tài sản công, mà nó còn làm thất thoát lãng phí một loại tài sản khác có giá trị quý giá hơn và quan trọng hơn, đó là lãng phí niềm tin của nhân dân. Bởi lẽ, có niềm tin là có tất cả, nhưng khi mất niềm tin thì nguy hại khôn lường. Kính thưa Quốc hội, dịch COVID-19 đã gây ra thiệt hại khá nặng nề đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đến nay, nước ta đã có hơn 43.000 người tử vong và gần 4.500 trẻ em phải chịu cảnh mồ côi. Chắc chắn rằng cuộc sống của các em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi trong tương lai sắp tới. Nỗi đau này sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí của mọi người chúng ta. Nhưng nỗi đau lớn nhất là trong khi cả hệ thống chính trị, nhất là khi đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang gồng mình chống dịch, có cả những người đã hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy sức khỏe cho cộng đồng, thì lại có một bộ phận cán bộ đảng viên tha hóa biến chất đến cùng cực. Họ vô cảm trước nỗi mất mát của chính đồng bào mình. Họ đã biến mình thành những con thiêu thân lao vào đống lửa đầy tiền. Trong số đó có cả những người có học hàm, học vị, những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ. Chỉ mới đây thôi, chính họ là những người được tôn vinh, có người còn được trao tặng huân chương lao động. Nhưng trong chớp mắt, một cơn đại dịch COVID-19 đi qua, họ liền trở thành những phạm nhân từ những đồng tiền lót tay đầy tinh vi, đầy mưu hèn kế bẩn của Việt Á. Chính họ đã làm quen ấu chiếc áo màu blue trắng thanh tao họ đang khoác trên người, và cũng chính họ đã làm lãng phí niềm tin của nhân dân. Họ làm sai thì họ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng có hai vấn đề rất cần được làm sáng tỏ. Vấn đề thứ nhất là có phải quy định pháp luật hiện hành còn kẽ hở, dễ bị lợi dụng, hay quy định pháp luật còn thiếu tính răn đe, nên dẫn đến hàng loạt cán bộ ngành y sai phạm. Họ ở nhiều địa phương khác nhau, có cả ở bộ ngành trung ương, nhưng sai phạm lại giống nhau. Và nếu thực sự như thế, thì ngoài ngành y, còn có bao nhiêu Việt Á đã và đang len lỏi sâu trong các gói thầu của các ngành khác. Vấn đề thứ hai đặt ra và cần được làm sáng tỏ, đó là công ty Việt Á, họ là ai? Tại sao họ lại có quyền lực chi phối và sức ảnh hưởng lớn đến như vậy? Kính thưa Quốc hội, từ hai vấn đề nêu trên, tôi trân trọng kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ
cần khẩn trương chỉ đạo, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan để vừa bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật nhưng cũng vừa bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung như kết luận 14 của Bộ Chính trị. Kính thưa Quốc hội, theo dõi vụ án Việt Á, cử tri cả nước cùng nhận định rằng rất may Bộ Công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật đã kịp thời phát hiện và vào cuộc quyết liệt để xử lý hàng loạt cán bộ tha hóa biến chất ấy. Chính sự quyết liệt này đã góp phần củng cố lại được niềm tin của nhân dân. Song giá như không để xảy ra những vụ việc đau lòng như thế, để không làm lãng phí niềm tin của nhân dân. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu Trần Quốc Tuấn.